tin giáo phận ban mê thuật, thánh lễ bế mạc năm kim khánh giáo phận ban mê thuật. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, các tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận ban mê thuật đã quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự thánh lễ bế mạc năm kim khánh giáo phận ban mê thuật. Thánh lễ bế mạc năm kim khánh do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận ban mê thuật chủ tế, đồng tế với ngài có nhiều giám mục quý cha bề trên quý cha giám tỉnh các dòng tu quý cha đồng hương ban mê thuật và linh mục đoàn của giáo phận thánh lễ còn có sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ mọi thành phần dân chúa thuộc giáo phận và những người con ban mê thuật ở khắp mọi miền đất nước khởi đầu thánh lễ đức cha vinh sơn mời gọi cộng đoàn tạ ơn chúa đã cho giáo phận ban mê thuật có thời gian sống năm thánh rất tốt đẹp từng cộng đoàn từ giáo xứ, giáo hạt đến các đoàn thể trong giáo phận đều có thời gian cử hành và sống tâm tình tri ân cảm tạ, giúp nhau sống tâm tình tri ân cảm tạ, giúp nhau thực hiện những điều mà giáo phận đề ra trong ngày khai mạc năm thánh. Trong bài giảng, Đức cha Vinh Sơn chia sẻ rằng, Thánh Luca kể lại câu chuyện 72 môn đệ trở về sau chuyến hành trình truyền giáo theo lệnh của Chúa Giêsu. Các môn đệ hiểu được mình có vượt qua được những khó khăn thử thách, có đạt được những thành quả là nhờ danh Chúa Giêsu, chứ không phải do uy tín của cá nhân mình qua đó đức cha ý thức rằng thành quả của năm thánh vừa qua của giáo phận là cũng nhờ bởi ơn Chúa và sự cộng tác của nhiều người đức cha Vinh Sơn cũng chia sẻ nội dung bức thư của đức hồng y Fernando Filoni tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các nhân tộc gửi cho ngài trong vai trò giám mục giáo phận ban mê thuật trong đó đức hồng y chú trọng đến việc mục vụ cho những người nghèo khó và anh em đồng bào sắc tộc Cuối bài chia sẻ, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn sống tâm tình năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam bằng việc học hỏi gương sống của các thánh tử đạo Việt Nam làm chứng cho đời sống đức tin trong đời sống hàng ngày. Cuối lễ, Cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, linh mục tổng đại diện giáo phận, dâng lời tạ ơn Chúa, ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã mang niềm vui đến cho giáo phận ban mê thuật. Tiếp theo là lời chúc mừng của Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Ngài cầu chúc cho giáo phận Ban Mê Thuật luôn có các thánh tử đạo Việt Nam đồng hành, giúp sức để mỗi người sẵn sàng từ bỏ chính mình mà thực hiện tốt đời sống canh tân hiệp nhất chia sẻ.